Xin chào tất cả các bạn nha. Vừa rồi mình đã đánh demo thử cái video này, mình sẽ chia sẻ các bạn đánh như thế nào. Đừng như vậy. Thì cái đây là cái bài Deathbed của Bao Phu, là nhạc tiếng Anh nha các bạn. Thì tiếng Anh mình hát không có chuẩn. Đây là nói chung nó đúng cái nhịp, đúng cái nhịp để các bạn biết thôi nha. Thì cái bài này á, mình chỉ hướng dẫn các bạn đánh phần lời hát thôi các bạn. Tại vì cái bài này đã hát TikTok á, là chủ yếu cái đoạn đó thôi. Chứ mình không có chia sẻ các bạn về rap nha. Rap nói chung là khó lắm, tiếng Anh nữa mình rap không được. Với lại mình nghĩ các bạn cũng cần cái này để đánh cho vui thôi. Thì cái bản vừa rồi đánh á là phần intro. Chủ yếu cái này có intro các bạn. Nó hai vô đó thôi. Là bây giờ cái intro đó, đầu tiên cái tông nhé, cái tông là ở đồ trưởng nha các bạn. Các bạn cứ để không kẹp hết, mình đánh là đúng tông ca sĩ luôn. Thì cái bài này là intro đánh như nào? Intro là mình đánh cái đoạn mà Don't stay the way for too long, don't go to bed. Thì đấy thấy bốn câu đó. Để trên màn hình đó. Thì đầu tiên nó là intro thì đánh như thế nào? Nó sẽ chia ra thành bốn câu đó. Đó, mình chia ra thành ba câu đi ha, hai ca đòn gộp lại nghĩa là đó. Thì câu đầu tiên đánh thế nào thì các bạn hãy đặt tay ở đũa trưởng. Thì các bạn thấy cái câu đầu tiên ở bấm đũa trưởng không, các bạn đặt vào đũa trưởng cho mình nha. Một ngón các bạn đặt vào đây, một đũa trưởng này, một ngón vào đây và ngón vào đây này. Rồi thì bây giờ mình đánh như thế nào? Go là các bạn chập hai giây, 1.5. Đó, đó, tấn. Rồi cái đánh dây thứ ba nha, để giữ nhịp lại nha. Đó là muốn đạt vào cái ngút nè, còn đạt vào dây 1/3 cho mình nha. Tấn, 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 hai lần, dây 1 đánh hai lần, lại nè. Đó, được chưa? Các bạn nhớ là phải có cái ngay chỗ này để mình giữ nhịp nha các bạn. Đó, sau khi đánh hai lần cái dây 1 đó thì các bạn thải ngón út ra. Các bạn bắn nó dây 1 lần nữa. Đó. Lại nè. Đó, lại nha. Rồi tiếp theo này. Rồi đánh dây 3 lại, giữ dây nhịp tiếp. Bắn là đô trưởng nha. Đó, lại nè. Lại. Lại sai rồi. Đó. Rồi dây 3. Rồi. Không, cái chỗ dây 3 các bạn đánh nhà nha. Lại nha. Bát nè. Tân. Vừa thả ra đến dây 1 sang mình đánh dây 4 đi. Dây 4 rồi sang mình đánh dây 3. Như vậy nó chuẩn hơn. Dây 4, dây 3 nha, lại nha. Đó. Rồi sang rồi mình mới tới cái tiếp theo nè. Rồi đánh tiếp dây 1. Đó. Tấn, tấn là các bạn dùng nút này, các bạn đạt vào thả ra, dùng nút đạt vào cái 1/5 này. Tấn, đó, tấn, tấn, đó, là nãy là tấn, đó. Thả ra, tiếp theo là thả ra dùng cái 1, tấn, tấn, tiếp theo, và ngay chứ... Don't go to bed và ngay chữ đông á là bạn đạt vào cái bấm mi thứ cho mình nha. Ngón vào đây, ngón vào đây. Và cái này các bạn chập hai giây dây 1 thì 6 nè. Don't ha. Don't. Và dính dây 3. Don't 3. Chập 3. Lại nha, lại từ đầu nha. Tiếp theo là gì?
Tiếp theo là các bạn dùng móng vuốt này, các bạn đẹp vào cái dây 1 đúng không, dây 1 nhân 3 nè, đó là bạn đó hai lần, có nghĩa là mình chập cái 3 cái dây 1 hai lần rồi cái thở ra tiếp, đánh thêm dây 1 lần nữa đó, chập 3 đè vào 1 thả ra 1 đó, như vậy nha. Thì mình đánh lại đầu nè. Rồi tiếp theo là mình để vẫn để mi thứ nha các bạn. Các bạn đánh 2 giây 4, 3 để duy nhịp. Đó như vậy nha, 4, 3. Rồi rồi tiếp theo cái câu thứ 3 này, cái câu mà I made the coffee for your head, là đánh sao. Chỗ này rất là nhanh nha các bạn, đánh chậm rồi sao mình đọc tay nhau tốc độ lên. Rồi tiếp theo là các bạn đè con chỉ vào cái dây 2 ngang 1 rồi bạn đánh nè, ai là dây hai, đoạn đè cho đây đúng không, ai mắt ta ngay cái này mút đặt vào cái dây 1 ngang 3, ai mắt cơ là thở ra, ai mắt cơ cấp nhà chữ cấp là đè vào cái dây 2 ngang 1, à dây 2 ngang 3 mà đánh vào dây 2 này đó, ai mấy cơ đó, ớp là bản đây. Rồi tới chữ coffee nè, coffee gồm hai âm, cái chữ cóp á là các bạn đặt vào cái pha mezzo 7 pha mở đi, cái chữ pha mở đó, ngón này vào đây này. ngón vào đây và ngón vào đây, rồi bằng chập 2 giây, dây 2 và dây 4 đó là ra cái chữ cơm 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 à quên, là ngón út nó vẫn đạt cái dây 2 ngang 3 nha các bạn, cơm phi là bạn thở ra, thở ngón út ra đánh dây 2 đó. Bây giờ mình đánh lại cái hồ chỗ đó nha, là đoạn bị thứ đó ở đây. Dây 2 do là bạn đẹp vào lại dây, hát lại bạn đánh dây 1 do đẹp vào hát đó, sau rồi đánh tiếp 4, 3 để chuyển nhịp đó. Rồi xong cái câu đó đúng không, bây giờ mình đánh lại câu đó cho bạn xem nha, lại chậm thôi. Rồi tới câu cuối cùng này, ai ghét là các bạn thả con út ra, các bạn đánh vào cái dây 2 đó, đè vào dây 1 2 1, ngút đè vào dây 1 ngang 3 nè, 2 1 không, I get you mà để dàn dây 2 này, I make a and go, chữ go là bạn đè vào, ngút đè vào dây thì 1 ngang 3, là vẫn như 1 luôn. Ao là thả ra như 1. Giờ là bạn đánh vào dây 2. Bẹt, bẹt bẹt á. Cái chữ cuối cùng á, chữ bẹt đó là bạn bẹt vào lại cái đuôi trưởng, quay về đuôi trưởng là bạn đẹp vào dây 1. Đánh chập vào cái dây 1 và dây 5. B 3 2 1 3. Không. B 3 2 1 3. Rồi mình bắt đầu mình vào mình hát. B go stay away.
cái kinh trôi như vậy nha. Bây giờ mình sẽ đánh chậm lại từng chỗ bằng theo dõi nha. Lại nha. Ai mấy ngơ cụp là sao? Thả này ra, đè vào. Ai mấy ngơ cụp thì bốn ba còn do em bốn ba. Tiếp tục câu cuối. Ai thả này ra. Ai rồi nhanh một tí nha các bạn. Đó là như vậy. Thì khi mà đi vào cái đoạn mà hát á, thì các bạn cứ dùng, muốn đơn giản các bạn cứ dùng mấy cái điệu mà mình buồn của điệu 44 các bạn, hạng 24 gì đó. Ví dụ như là 3 3 2 1 3 cũng được. Don't stay away for too long. Don't go to bed. Make the girl a coffee from your head. I get up and I'm going over there. Rồi, đó là một điệu. Còn cái điệu tiếp theo mình chia sẻ các bạn, ví dụ nha. Cái điệu này có công thức á, ra một âm các bạn đánh một tiết tấu là bát bát nghỉ 3 2 1 nghỉ 2 3 chuyển. Đó, nói chung đủ tóm tắt nha các bạn. Bát 3 2 1 nghỉ, bát 3 2 1 nghỉ, 2 3 chuyển. Đó các bạn, cái đánh điều đó mình chia sẻ mà rất là nhiều rồi. Thì mình thấy cái điệu đầu tiên hợp hơn điệu bát 3 1 3 các bạn. Rồi thì nếu mà bạn thấy ngán quá thì các bạn đánh lần thứ hai lại, nhưng mà đọc hoặc trả. Hoặc trả thì dùng cái điệu đó là xuống lên trong âm cũng được. Ví dụ mình đánh thử nè. Xuống thì các bạn dùng này cái móng cái bàn kịch nè, các bạn xuống từ dưới bass này, lên dùng máu, lên từ bay dưới. Đó như vậy nha. Xuống lên. Ví dụ mình ghép thử nha. Vậy các bạn. Hoặc có thể dùng cái điệu ballad hoặc trả cũng được, nó cũng được. Ví dụ mình đánh nghe các bạn xem nha. Đó thì cái điệu này nó công thức đó là xuống lên, à, rất là quen thuộc đúng không? Thì cái xuống là phần dục thịt ngón cái xuống từ dưới bát và lên máu ngón cái lên ba dưới dưới, à, xuống lên và vào ghép. Xuống máu,
thúc nữa mà qua nhà đô trưởng các bạn rải xuống cái là kết thúc đó. Như vậy nha, thì ở video này mình chia sẻ các bạn đánh cái bài này thấy cũng khó á. Bài này là đang TikTok á, đang gọi là thịnh hành á. Thì bây giờ mình không dám làm bài Việt Nam nữa các bạn, bây giờ coi thử những bài nào các bạn có nhu cầu á, mà nước ngoài nè, Trung Quốc nè, nói chung là mấy bài nó không, mình nghĩ nó không nằm trong cái hệ thống bản quyền của Việt Nam thì mình sẽ làm đó. Như vậy nha, thì hôm nay chia sẻ các bạn như vậy thôi, thì chúc các bạn sẽ tập được bài này nha. Xin chào tạm biệt mọi người.